Xin chào các anh chị, hôm nay em sẽ dẫn cho anh chị cái cách tháo khung beo ra để mình thay khung beo với anh chị. Anh chị nào mà mình trong nghề biết rồi thì xem chơi cho vui nha anh chị, còn cái này người nào chưa biết thì anh chị xem em cách tháo nha anh chị. Trước tiên thì anh chị mở cái khung beo ra, chút xíu em hướng dẫn cho anh chị cái cách đưa cái khung beo này vô trong cái trong máy luôn nha anh chị. Thường thường Rico thì nó khó gắn hơn thằng Toshiba nha anh chị. Chút xíu em sẽ hướng dẫn theo cái cách của em gắn cho anh chị xem nha anh chị. Trước tiên thì anh chị mở này ra, có hai cái dắt nè, dắt này nè, có hai cái dắt dây điện nè, ở dưới đây nó có một cái nữa. Anh chị mở nó ra, anh chị hợp tay anh chị mở nó ra, cái này có một cái nữa, anh chị đẩy nó vô được. Bên đây cũng vậy, bên đây thì anh chị rút nó ra đó, rồi xong anh chị kéo hẳn nó lên đó. Anh chị kéo hẳn nó lên là xong nó rồi. Cái dưới đây là miếng mà có mực á, anh chị vệ sinh á, anh chị đầu tư một cái máy hút á, cái anh chị hút nó sạch nó là được nha anh chị. Rồi ok, để em quay qua đây, em quay camera qua đây để em mở ốc ra cho anh chị xem. Tiếp tục anh chị, trước tiên thì anh chị dặn ốc bên đây trước đi, xong rồi anh chị hãy dặn ốc bên đây nè. Nó dòng ốc bên đây em dặn nè. Xong rồi anh chị dặn ốc bên đây luôn. Rồi xong anh chị bẻ đó, anh chị bẻ nó ra, bẻ nó vô nè. Xong rồi anh chị lấy cái chiều trước nè. Chiều trước á nó có cái dắt này nó bằng á, thì anh chị kéo cái về trước nó dễ hơn. Ở đây nó có cái ngấu nè, cái ngấu ngược nè, khó lấy nha anh chị. Nên em chỉ cho anh chị cách lấy rồi xong anh chị kéo về trước. Khi anh chị đưa vô thì anh chị cũng đưa trước, đưa vô luôn để tránh trường hợp nó bị vướng ấy. Cái beo này nó beo Trung Quốc nên anh chị đó. Tình trạng beo Trung Quốc này nó hay bị bay beo á, nên em đổi cái beo Nhật cho khách luôn đó, beo Nhật bên em. Tình trạng beo Trung Quốc nha anh chị, máy kho mà nó còn bị thì nó nha anh chị, bị lần à. Bên Trung Quốc đó. Giờ em hai bên Nhật cho khách luôn. À ba Trung Quốc em test thử coi nó có bay giấy không mà về nó bay nha anh chị. Giờ em gắn ba bên Nhật cho khách luôn. Nó có tem đàng hoàng luôn. Số sợi ghi nữa nha anh chị. Rồi anh chị đút nó vô. Số sợi ghi mình đưa trước đi cho đẹp. Chung đưa đầu nại cũng được nha anh chị. Em đưa đầu số ghi trước cho nó đẹp. Anh chị đưa nó vô, đưa beo vô, đưa từ khung này vô, đưa vô xong rồi anh chị canh hai đầu nó đều nhau là được. Hai đầu đều nhau. Thường thường cái beo này nè, cái beo này nè, nó dài hơn xíu anh chị. Anh chị căng nó ra, căng cái tay nè. Anh chị căng nó ra, căng mạnh nó ra. Rồi xong anh chị bắt ốc lại. Xong mình chỉ bắt ốc nó lại. Mình chỉ dặn bên đây luôn. Em quay có cái gì sai sót anh chị bỏ qua giùm em nha. Tại vì em xin quay cái góc quay nó khó quay quá, cái này nó bự nữa. Hàng Rico á thì nó vừa ngính luôn, cái hàng này là nó thiết kế cho Rico nha. Toshiba để vô nó dài hơn á, thì anh chị cứ để vô rồi anh chị để tới nè là tự động nó vô lòng nha anh chị. Thường thường anh chị mua mấy cái beo nào mà beo mới nào về mà nó dài á, anh chị đừng có cắt nha, anh chị đừng nghĩ nó dài nha.
anh chị cứ lấy cái tay khi anh chị đẩy tới nè, đẩy tới đẩy tới, tự nhiên là cái bèo nó rút lại, nó vô lòng nha anh chị. Đó. Rồi để em quay cái góc lại, em để vô cho anh chị xem nha anh chị. Rồi xong anh chị cứ đẩy xuống, đẩy hẳn xuống. Đó. Cứ đẩy hẳn xuống, ngay cái lỗ giữa đẩy hẳn xuống là chị đẩy vô, anh chị nhớ gắn dắt lại nha. Đúng rồi, nó chạy nó mờ đó. Anh chị cứ gắn dắt này lại. Rồi xong anh chị để vô bao. Rồi để vô cái trong máy. Quan để em quay video. Quay lại quay bên đó em để vô cho anh chị xem nha. Đợi em xíu. Tiếp tục anh chị xem em để bao nha. Anh chị cứ cầm hai tay vô gì. Cứ cầm tay hai tay bình thường. Anh chị để vô sâu đi. Chị để hẳn vô trong. Đó, để hẳn vô trong, cái anh chị nhanh để cầm tay trong đây luôn. Rồi anh chị canh cái chân cái nhò cái nhông ở trong đó với cái ngàm anh đi bỏ nó lên. Rồi xong anh chị thấy nó không vô phải không các anh chị, xe cái bánh xe cái bèo nè là tự nhiên cái nó vô trong anh chị đó, mình xe. Còn khi mà anh chị tháo cái bèo không á, anh chị còn cái gum dưới cái hộp từ nó khó tháo, anh chị cái một sấy này nè. Rồi xong anh chị lọn tay với đây nè, anh chị lấy nó ra rất là dễ dàng anh chị đó. Cái này là cách của em nha anh chị, còn mỗi người có mỗi cách nha anh chị. Cách của em là đơn giản nhất mà em thấy là nó theo kinh nghiệm của em là nó là dễ nhất á. Rồi xong anh chị gắn dắt này lại, gắn cái bát này lại, xong anh chị bắt ốc này. Đó, gắn con bèo vậy đó. Khi anh chị đưa vô á, anh chị mà nó canh cái nhông trong á, anh chị đưa cái nhông trong vô đi. Rồi gì anh chị khi mà nó dướng á, anh chị đẩy cái bèo tới nè, đẩy tới hoặc đẩy lui kéo lui cũng được. Khi mà nó vô cái ngàm là tự động nó hụt vô luôn nha anh chị. À. Còn mà nếu mà có lồng gum á, lồng gum ở trên đây, dưới hộp từ trên đây nó có sẵn á, nó hơi hẹp á, anh chị kéo cái bộ sấy này ra nè, anh chị họt cái tay ở đây, anh chị bỏ nó ra lên cái mộng nha anh chị. À. Video hướng dẫn em đẩy cái khung bèo vô lên đây đã xong. Anh chị nào thấy hay anh chị nhớ like video của em nha anh chị. À, anh chị nào chưa đăng ký kênh ủng hộ em. Cảm ơn anh chị rất là nhiều.